Rồi, chào các bạn quay trở lại với kênh. Thì trong video này chia sẻ với các bạn bộ mở yên điện cho FZ150. Thì các bạn đi các dòng xe khác thì các bạn có thể tham khảo ha. Các bạn mà đã từng đi FZ150 á, thì theo bạn để cắm mở yên điện ở đâu là hợp lý nhất? Bởi vì trên xe FZ150 thì không gian rất là hẹp nha các bạn. Đầu đèn bên trong các cái ốp bình xăng nè, ốp dưới nè, ốp sau nè, rất là hẹp. Theo bạn thì để đâu là hợp lý nhất? Thì đối với bạn mà cao 1m6 mấy thì mở yên thì hơi cúi chút xíu. Nhưng mà đặc biệt là các bạn mà 1m8, 1m75 thì khi mở yên ép dách thì phải cúi. Nhiều khi nhiều người ta không thích cúi. Rồi các bạn cùng xem nha. Thì sau một lúc loay hoay thì mình đã tìm được vị trí để bắt được cái góc mở yên điện của SVM. Được cái là nó nhỏ gọn. Đấy. Cái bát trên đây thì mình nối dài với một cái bát rời. Bắt vào đây. Cố định một dây rút. Và một dây rút trong đây nữa. Cứ ngắt. Ở phần dây kéo này mình sử dụng cái dây ga thái ha, dây ga thái loại như 2 mét. Sau khi mình làm dây ra còn dư một khúc thì mình xài vô đây, cố định bay gốc lại đừng có vụ. Thì phần dây ga còn lại thì mình cho vô đây để cái bên cái dây rin à. Tắt dây gốc ra đừng cho rớt ra ngoài. Ok ha. Này. Thì cốc này có hai dây, một là mát, một là sau ổ khóa hoặc là trước ổ khóa tùy các bạn ha. Nếu mà các bạn muốn ha, mở yên sau khi rút chìa câu trực tiếp vào bình, còn bật chìa khóa để mở yên thì chúng ta câu vào sau ổ khóa thì còn lại là mát. Thì ở đây mình kết hợp thêm cái bộ điều khiển từ xa hai kênh. Đấy. Tức là mình sẽ mở yên bằng bằng nút kết hợp với cái chìa khóa zin. Nếu được mình sẽ chế thêm một công tắc nữa, tức là ba cách để mở yên. Trong bất kỳ trường hợp nào thì chúng ta vẫn thể mở yên được nha. À, đã chưa? Thì đây mình cài nút A là nút mê yên. Nút B là một chức năng khác. Các bạn xem ha.
làm lại ha.